đáp lại sự nhiệt tình ủng hộ của nhiều anh em nha. Đây em làm đêm phục vụ anh em nha. Ở ngoài Bắc là anh em tới mùa vụ rồi, còn mai phục vụ anh em đây. Đây có máy gặt cho anh em, cúc bộ máy gặt đây đầy đủ hết cho anh em hết. Nay em phục vụ anh em là làm đêm để tiệp mùa Tết, kiếm tiền xài Tết nha anh em. Đây làm đêm cho anh em luôn, con chút đặt cho anh em đầy đủ. Đây là có máy DC70 cho anh em, không ngay là không lấy tiền cho anh em nha. Đây làm đêm phục vụ anh em đây, anh em xem hài lòng ủng hộ Hoàng Mai nha. Đầy đủ mặt hàng cho anh em hết, làm này làm đêm, làm cho kịp có tiền xài Tết, anh em ủng hộ Hoàng Mai nha, đầy đủ hết. Rồi đây bông sới đầy đủ cho anh em hết nha. Đây có mấy bác ở ngoài Bắc gửi Hoàng Mai bông sới đây, em đang làm cho anh em nha. Anh em cố gắng yên tâm, em làm kịp cho anh em mùa vụ hết, đừng lo. Đây đầy đủ hết cho anh em hết. Hoàng Mai làm đi phục vụ anh em đầy đủ hết, em đừng lo nha. Cố gắng anh em cứ niềm tin của Hoàng Mai. Em làm cả đêm phục vụ anh em đây.